Xin chào bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ hãng Fuji, mang cái model là Evada, một thương hiệu xe rất là nổi tiếng đến từ Nhật, được trang bị bộ chuyển động là đề sau Shimano DOG, đĩa trước Shimano Atus khung nhôm, lớp sơn nguyên bản. Về cái tông màu đen xanh rất là đẹp. Xe thì còn rất là mới. Các bác thấy trên hình là hình thức của chiếc xe này thì rất là mới. Chủ xe đi lướt lát qua rồi bán lại nên là giữ được cái độ mới rất là cao. Gạt đĩa là Shimano Atus, đè đùi đạp là Shimano Aligio. Còn bộ đè sau là Shimano DOG, 10 tầng díp, 3 tầng đĩa. Cho chiếc xe có 30 tốc độ khác nhau. Toàn bộ đồ trang bị trên chiếc xe là vẫn còn zin nguyên bản, đồ vành Mayer Fuji, Mayer bi vòng. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm của phốt là 56 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m65 đến 2m75 thì phù hợp. Trang bị bộ líp 10 tầng và 3 tầng đĩa. Chiếc xe có 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe này rất là ngoặt. Chiếc xe đang bán với em mức giá chỉ có là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.